Một ngôi nhà ba giết chết một đời con gái, hay là nơi em gặp chàng trong tình thương. Má, trời má. Hương, con làm gì ngoài vườn vậy? Sao thức sớm vậy con? Dạ con nhức đầu quá à. Con đi tìm cô để xin cô cho thuốc uống. Lại đây cô rờ trán cô có nóng không? Ừ, không sao đâu. Vô trong phòng nghỉ đi chút rồi cô cho uống thuốc. Sợ mà cô ơi. Sợ ma. Cô thấy đứng đây nè. Tại con nhức đầu rồi con thấy vậy chứ có ma quỷ gì đâu. Thôi vô trong phòng ngủ đi. Bông à. Dạ. Thì lo đi chợ mua thịt luộc lưng về nấu cháo cho con Hường nó ăn đi. Lộn xộn à. Ăn cơm cho rồi còn cháo thịt cháo cá cho rồi. Thôi ráng chiều em một chút đi. Tao coi bộ nó cũng yếu tướng lắm, mày không có cực khổ lâu đâu mà sợ. Gì nói vậy chứ, con nóng ruột hết sức vậy. Ngày qua ngày hoài à, mà công chuyện chẳng đi tới đâu hết. Chắc ông đến chưa? Anh à. Ủa, trưa trật rồi, có bông đi chợ đi chứ. Dạ. Anh à, ba muốn đem con Hường đi nơi khác, vì ở đây nó vắng vẻ quá, lại có ma nữa. Ôi ma quỷ gì không biết nữa. Con với con Băng có thấy gì đâu. Tao biết con ma mà anh. Bây cũng biết là bây giờ tao chỉ còn có một đứa cháu nội đó. Tao muốn đem nó đi Sài Gòn, gửi nó vào nhà thương cho người ta chữa trị. Ba gửi làm gì chứ tốn tiền. Bệnh của nó cũng dư sức trị được mà. Con á, tuy là cô nhưng chẳng khác chi là cha mẹ. Con chẳng có chồng, có con gì hết. Bao nhiêu tình thương con đem, con thương nó hết. Chính ba cũng biết chứ. Nội ơi nội, nội lên đây hồi nào mà con không hay. Nội định đem con về ở với nội đó. Bộ nội không cho con ở đây nữa sao? Phải, nội muốn đem con đi khỏi ngôi nhà ma quái này, để đầu óc của con cho được thanh thoảng hơn. Chứ con ở nơi đây con cứ phải buồn rầu lo sợ ám ảnh chuyện mẹ mày. Có ngày chết sớm nghe con. Nội ơi đừng bắt con xa nơi đây, con không chịu ngôi nhà thân yêu này. Con từng sống lúc ấu thơ, nội không tao đã nhất định vậy rồi. À, tới giờ tao hẹn gặp người ta có chuyện, tao đi đã. Dạ thưa ông, chúng cháu là sinh viên đang nghiên cứu về thần linh học. Nghe người ta đồn ngôi nhà này có ma, nhưng dịp nghỉ hè nên muốn mướn và tìm hiểu cái chuyện ma quái có thật hay không. Dạ, chúng cháu có tính tò mò muốn tìm tòi chuyện lạ, mà anh của cháu thì chẳng tin khi nào có ma quỷ hết. Cậu không tin nhưng mà nó có ma thật đó cậu. Chính con cháu của tôi cũng thấy hiện ra hoài. Tôi có nhà cho mướn, ai mướn thì cho chứ để làm chi. Mà đều thấy cô với cậu dễ thương, sợ ở đây nó có việc gì xảy ra cho cô với cậu thì thiệt là tội. Dạ xin ông yên lòng, anh em cháu nghe chỗ nào có ma đều đến tại đó. Nhưng mà nhiều nơi rồi có sao đâu. Ảnh chì lắm mà ông, mà cháu nghe cũng chì nữa, không có sợ ma đâu. Nhưng mà ông với bà ở nhà nghe cô cậu mướn nhà ma mà ở thì rầy lắm mà. Ý, mẹ của chúng cháu chịu chơi lắm ông ơi. Hả? Ý, em sao đùa hoài à. Em đừng có dùng mấy cái tiếng đó nha. Ông này không thích đâu, xin lỗi ông đi. Dạ, xin lỗi ông à. Cô cậu cứ tự nhiên. Bây giờ thì cô cậu nhất định mướn rồi ha. Dạ, cháu à. Để cho anh nói,
Thì từ nãy giờ em nói nhiều rồi, bây giờ tới phiền tao chứ. Em nói cái gì? Nó bậy hoài cũng ham nói. Giỏi quá. Nói đi. Dạ thưa ông, nhất định muốn rồi đó ông. Mà giá cả thì đã bàn hôm qua rồi đó. Vậy anh em cháu ở liền rồi ngày nay, rồi để coi con ma nó sức mấy mà nó dám nhát tụi này. Nữa, sức mấy nữa. Dạ, chào cô cậu. Tôi nghe cô cậu muốn mướn ngôi nhà này để tìm hiểu chuyện ma quỷ. Nhưng mà có ma quỷ gì đâu. Của ma mà cô, tôi thấy rõ ràng. Mà nó tóc xóa phủ mặt bằng ngực trắng nhìn con hoài à. Còn rủ con lại mấy núi chơi nữa nè. Cậu kìa, Hương, nó bậy. Mà nó giống mẹ cũng lắm mà. Nè, cô cậu mướn thì cứ dọn về ở đi. Nội, nội, tôi cho người ta mướn nhà này rồi có ở đâu? Thì về chợ ở với nội. Nội ơi đừng cho mướn ngôi nhà vô mẹ con để lại, làm cho lòng con thêm tê tái đắng sâu. Nội hãy thương con dám lại cân cầu. Vì nếu nói cho người ta đến ở thì linh hồn mẹ con sẽ không chỗ tựa nương. Người lạ đến đây sẽ nuôi xóa tiêu tan bao nhiêu kỷ niệm em đềm thơ mộng. Con dám lại nội nội nhất định rồi. Bông, thu xếp đồ đạc dọn hết về chợ ở. Hạnh, dẫn con Hường xuống xe đi. Con chịu đâu, con chịu đâu. Anh Tám Tàng ơi. Dạ. Đem ba đi sắp đặt ở trong nhà đi nha. Dạ xong hết rồi đó cô. Dạ có bác sĩ Tâm đến tìm cô kìa. Dạ anh đâu? Ở kìa anh Tâm. Em. Thầy ác à ha, làm gì biết tụi này ở đây. Sao lại không biết? Em ở chỗ nào anh cũng phải tìm cho ra chứ. Thôi bỏ đi Tám ơi, xảo hoài. Thủy, trời em hổn cái gì? Nói chuyện với Tâm mà nói vậy đó hả? Thì nói chuyện vui vậy mà anh cũng rầy hoài à. Không thèm nói chuyện em nữa đâu. Để em đi pha cà phê cho anh uống. Ờ, mình Tâm thôi. Ý, có anh nữa chứ em quên. À anh Chương, nhất định ở đây chứ không chịu về nhà mình ở hả? Thôi, để mình ở đây cho tiện. Mà nghe họ đồn đãi ngôi nhà này có ma. Theo mình thấy đó, cô gái cháu con chuyện lòng đáng nghi lắm mà. Ủa, cô nói sao mà chưa nghi người ta? Theo tôi thấy thì hình à như cô bị loạn trí, cô buồn như bất thường lắm. Khi bảo cô về chợ ở với ông tiệm lông thì cô lại không ăn buồn thâu. Xin ông Long đừng cho mướn nhà này, cô nhất định không chịu đi. Bảo để sống ở đây với mẹ hiền, với bao tỷ niệm thân yêu. Vì mẹ cô ấy thường hiểm về, rủ cô ra mía núi kia chơi. Chắc là cô ta đã loạn trí rồi, và chuyện ma là do cổ gây ra. À ngộ quá, ngộ quá ta. Gì đó anh Tạng? Tôi tìm được cái này ngộ quá, để tôi đem ra cho cô coi nghe không. Trời ơi, đồ lèo đâu mà không lấy mặt vô vòng. Tôi tìm ở trong phòng nhỏ kia kìa, quần áo nhiều ghê đi, mà toàn là đồ lèo của đàn bà không à, không có đồ đàn ông. Anh vô coi đựng đồ của người ta ăn phá chi vậy chứ. Buồn quá không biết làm gì nên tôi lục cái này cái kia vậy đó. Nè cô cậu đừng la, để tôi hát múa lèo cho cô cậu coi. Lòng sẵn co mày lòng sẵn dằn hột.
cái lưỡi nó dài 1 thước 8 phân rưỡi, ghê quá. Anh sao dốc quá nè Tâm à, tôi nghi quá đi, ngó sau lưng nó nhỏ thó giống hệt cháu nội Chuyển Long vậy. Không chừng con ma đó là con ma Lèo rồi nha anh Tà ơi. Dạ. Tối nay nó mất hồn anh cho coi. Anh lấy quần áo nó anh mặc thôi. Trời ơi chết cha tôi rồi ma Lèo ơi, tôi trả áo quần lại cho ma Lèo, đừng có bắt tôi tội nghiệp, tôi nghèo lắm ma Lèo ơi. Em Bông làm gì đó em Bông? Bộ đuôi hả? Tao đang quét dọn chứ làm gì. Anh tới đây làm chi vậy? Để hỏi anh chút chuyện. Anh thấy em đẹp nên muốn hỏi cưới em thôi. Sao em khó quá? Khó gì? Ai ưa anh đâu mà hỏi cưới. Thôi để tôi làm việc, có thời giờ đâu ở không đâu tán giấc với anh. Khoan em Bông ơi, em Bông, em ở đây chút xíu cho anh tâm tình. Làm gì em gấp, sao chẳng thương tình tụi mình đồng chung một kiếp cô đơn, em có thương anh không? Nếu em ưng chịu thì anh xin cô cậu làm chứng cho anh để cưới em cưng. Tại anh thấy em mà cùng hạng ở đợ với anh nên anh mới có ý thương em. Anh đừng thấy tôi vậy anh làm mai mốt nha, tôi là bà nữa, anh còn phải làm shipper cho tôi nữa đó. Xít, nghèo ham chọc mèo. Anh Tàng, trời ơi, tôi biểu anh vô hỏi con có Chuyển Long ở nhà con mà sao anh vô rồi anh không biết, anh lo chọc mèo hoài vậy hả? Dạ chào cô. Dạ chào. Dạ bác sĩ Tâm. Dạ chào bác sĩ. Dạ. Dạ chẳng hay cô và bác sĩ đến tìm tôi có việc chi? Dạ anh Chương của cháu bận việc nên cháu phải thay mặt anh cháu nên đi để thua với ông việc này. Ngôi nhà đó ma quỷ lộng hành qua ghê, chúng cháu chẳng ngủ được đêm nào. Còn cháu thì tối ngày vô cùng lo sợ, thì cháu lại giật mình nên không thể sống mãi như vậy hoài. Vậy cho xin ông cho trả nhà nổi ngày nay. Lúc đầu tôi có nói rằng với cô cậu hãy suy nghĩ kỹ trước khi mướn nhà, vì ở đó hàng đêm ma quỷ nó lộng hành tha phách hoài chẳng ở được đâu. Vậy mà cô cậu cứ nhất quyết chẳng tình, tôi đòi muốn cho được liền, nào là nghiên cứu và tìm hiểu lung tung mà nay lại lo sợ như thế này. Nhưng dầu sao tôi cũng phải cần gặp cậu thì tôi mới có thể trả lời. Trước khi đến gặp ông để luận bàn thì cô Thúy đã được sự đồng ý của anh Chương, rằng cậu Chương đã bằng lòng trả lại và cô đây là người thay mặt. Nhưng tôi cũng cần phải gặp cậu ấy. Dạ nhưng anh ấy bận việc nhiều chẳng đến được đâu. Chúng tôi xin ông vui vẻ nhận lời và thông cảm dùm nỗi lo sợ của cô đây. Theo tôi thì ông nên bỏ luôn ngôi nhà, chứ cho mướn thì không ai dám thuê đâu. Ủa Thúy, em đến có chuyện gì? Dạ. Dạ Thúy định trả ngôi nhà trên núi trong Kiểm Long, vì Thúy nói rằng nhà đó ma nhiều lắm. Sao vậy? Vậy thưa ông, cháu không trả, ông cứ để cho cháu mướn. Ma quỷ gì ma quỷ? Em sợ, em thấy mà anh cứ bảo không mà. Anh coi, em bữa nay xuống mất 2 ký rồi đó. Ở hoài gì chắc em chết của em không chịu nổi nữa đâu. Thôi Thúy, em đừng có buồn em à. Anh nghĩ coi, làm sao em không buồn được. Cùng đến đây chỉ có 2 anh em ruột, mà đáng lẽ em phải được thương yêu bao bọc luôn chiều. Anh bắt em ở trong ngôi nhà mà quỷ ma phá phách đêm ngày. Em sẽ gửi thơ về cho má, nói hết mọi chuyện này coi má cứ binh vực anh không. Anh chẳng thương em của anh mà chỉ nghĩ đến ý thích của riêng anh. Đã nghi lỗi lầm mà tánh anh còn gàng bướng, không ý chịu để cho ai thương. Thôi em đừng có trách anh Chương nữa. Trước đây chính cũng em đồng ý, rồi bây giờ em... Trời ơi giàu quá em sao mà...
Mày nhút nhát quá à. Còn dám bảo tao gàn hả? Công việc của tao đang lỡ dở, tao nhất định phải tìm kỳ được và phải cho rõ. Chứ mày biết mà, tính của tao thì chẳng chịu thua bất cứ một việc gì. Tao không bao giờ tin có ma quái. Đò, chừng nào mà ma quái đứng sờ sờ trước mặt tao rồi đó, chừng đó tao sẽ hay. Tao nhận, tính tao gàn, tao bướng. Nhưng mày là em của tao, biết tao gàn như vậy thì hãy chiều tao đi. Còn nếu như mày chịu không được thì hãy dọn đồ qua nhà tâm mày ở cho yên lòng. Thúy à, anh Chương nói như vậy, thôi Thúy đừng khóc nữa. Tuổi trẻ mà, ai cũng có tính tìm tòi học hỏi, không chịu thua bất cứ là một chuyện gì, không chịu lùi bước trước những khó khăn. Em bổn phận làm em chịu anh Chương một chút đi. Em đừng có gởi nhớ thơ làm phiền má. Em qua nhà anh mà ở, còn anh sẽ ở ngôi nhà trên núi với anh Chương. Nhà của anh thì em khỏi sợ có ma. Em dừng lòng đi, nghe lời anh đừng buồn nữa mà làm cho mất vui trong mấy tháng nghỉ hè. Không biết đâu, anh làm gì đó thì anh làm đi, em không biết đâu. Coi kìa, Thúy. Thưa ông, cô Hường đâu rồi ông? À, nó ở trong mà. Để tôi kêu nó ra. Nói khỏi kêu, con cũng đi ra rồi. Anh mới tới hả? Ý mẹ bét ơi, mới quen mà nó kêu bằng anh liền. Dạ không sao, ông cứ để cô ấy tự nhiên. Hương à, bữa nay tôi tới thăm Hường đây nha. Em biết mà, cần gì phải nói. Giỏi à, cậu ngồi nói chuyện, tôi vào trong dặn con Bông công việc. Hương. Dạ. Nói chuyện với cậu đàng hoàng, đừng có hỗn nghe con. Dạ. Bữa nay lại trễ quá làm cho em trông. À, anh xin lỗi, Hương còn đau đầu nữa không? Còn chứ, nhưng có anh cái em thấy nó bớt đau. À, vậy Hương kể chuyện cho anh nghe đi. Hương kể chuyện mẹ Hương nha. Hồi đó Hương cũng có mẹ như người ta vậy. Mẹ Hương cưng Hương lắm. Một bữa kia ba má Hương đi lộn, rồi bà té núi mà chết. Hương sợ quá. Ờ, có anh đây Hương sợ gì. Hương có thương mẹ Hương nhiều không? Em thương mẹ lắm, nhưng mẹ nỡ bỏ em ở lại đây một mình côi cút bơ vơ, chẳng ở dương trần yêu mến nâng niu, chỉ có nỗi già lo lắng thương yêu. Nhưng dầu bằng tình của mẹ hiền, nhưng còn ba sao Hường không thương tưởng, mà chỉ nhắc tới mẹ chớ không mi nhắc ba lần. Cha em thì em cũng ba của Hường hiện giờ ở đâu, sống hay chết? Ba nó chết rồi đó cậu à, chết ở bên Lèo á. Dạ xin lỗi ông, từ nãy giờ cháu đã tò mò. Không sao, tôi rất mến cậu, cậu cứ tự nhiên. Dạ cháu muốn hỏi chuyện này chuyện kia, có phải thật Hường loạn trí hay không? Vì dường như ai cũng bảo như vậy, nhưng theo cháu đó thì Hường rất bình tĩnh và sáng suốt. Anh Chương, chỉ có mình anh hiểu em. Đó, nội thấy không, con đâu có loạn trí, con đâu có khùng. Nội biết,
nội tin như vậy. Thôi, con để nội nói chuyện với cậu chưa? Cậu ngồi đây để tôi nói chuyện cho cậu nghe. Cậu có biết tại sao con Hường nó sanh ra loãng trí không? Nguyên là lúc trước gia đình của thằng Minh con tôi rất đầm ấm. Nó là quả sĩ nên mới lựa ngôi nhà trên núi kia để ở, vì nơi đó có nhiều cảnh đẹp. Nó có vợ tên là Sương, vợ của nó cũng đẹp và hiền nữa. Nhưng không biết vì sao mà tan nát gia đình. Vì tôi bận công việc làm ăn ở Sài Gòn nên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết vợ nó té núi thân thể nát tan. Con Hường chẳng may nó chứng kiến cảnh ghê khiếp đó, nó cứ âm ảnh cháu tôi ngày càng thêm nặng, nên đã làm cho trí óc non nớt của bé. Thiệt tội nghiệp cho Hường quá. Và thưa ông, còn ba của Hường thì ra sao? Ở đâu? Và hiện giờ ông đó có làm gì không à? Còn cha nó vì rầu buồn về cái chết của mẹ nó mà bỏ đi lèo. Đến khi hay tin, tôi mới tức tốc ra bắt bé Hường về nuôi, thì thấy trong nhà có thêm một người đàn bà lèo vừa tắt thở. Tôi mới cùng với con Hạnh lo ăn tan xong xuôi, và từ đó bé Hường về sống với tôi. Cho đến bây giờ thấy nó điên khùng quá nên mới có ý định đem nó vào nhà thương Sài Gòn để người ta đều trị cho nó mình lành. Thật khổ quá đó cậu, mà rồi không biết có trị hết không nữa. Dạ không sao đâu ông à, có nhiều chứng bệnh còn hơn thế nữa mà người ta trị còn được thay. Với cô Hường đây thì cháu thấy không khó đâu. Cháu xin giúp đỡ cô Hường về phương diện tinh thần. Giúp về phương diện tinh thần? Chính anh cũng nghĩ rằng em điên khùng như bao nhiêu người khác, em không chịu đâu. Kìa Hường, con đừng nói vậy. Con biết rồi, anh ấy tới đây với con là vì anh ấy muốn tìm hiểu, chứ không phải anh ấy mến con mà đến đâu. Con không có điên, con ơi con không có điên mà. Kìa Hường, con đừng nói vậy. Con biết rồi, anh ấy tới đây với con là vì anh ấy muốn tìm hiểu, chứ không phải anh ấy mến con mà đến đâu. Con không có điên, con ơi con không có điên mà. Hường, Hường đừng buồn. Anh mến Hường chứ đâu có ý đem Hường ra thí nghiệm gì đâu. Thiệt không? Anh đừng gạt Hường nhé. Hường cô độc lắm. Từ thuở âu thơ cho đến ngày khôn lớn, chung quanh toàn người xa lạ, chỉ có một mình nỗi thương Hường. Và bây giờ đây lại được anh chăm sóc đi nuông chiều, Hường không ngờ là được anh lo lắng quá như vậy. Mỗi ngày anh đều đến thăm Hường, làm cho Hường thấy vui sống hơn xưa. Nếu anh đến hoài như vậy, chắc Hường sẽ mau hết bệnh. Vậy anh nên đi chiều Hường mà thường lui tới đây để thăm. Nhưng anh hứa đi anh. Anh hứa anh tới đây anh thăm Hường hoài nha. Hứa đi anh. Vâng, anh hứa. Anh hứa là anh sẽ lui tới đây để thăm Hường.
thiệt tội nghiệp cho Hường quá. Anh mong rằng sẽ giúp cho Hường một phần nào để cho Hường mau hết bệnh, để Hường trở lại cái bình thường tự nhiên của người con gái khỏe mạnh, vui cười, yêu đời, ham sống. Và hằng ngày cấp sách đến trường như trong mấy lúc Hường này chưa mang bệnh nhiều. Anh đến đây thì Hường phải nghe và phải ngoan vâng lời anh mới chịu. Hường hãy quên đi những chuyện đau, quên cái chết của người mẹ thân. Cảm ơn cậu, nó là cháu tôi để cho tôi lo. Còn cậu thì cậu hãy đi đi, đừng có nhiều lời khuyên dụ. Bộ muốn đào mó hay sao mà người giá nghĩa giá nhân. Kìa, sao bà lại nói nặng tôi? Tôi thương cháu tôi không muốn cho ai lừa gạt. Cậu đẹp trai lắm, nhưng không dễ gì đào mó được đâu. Bà đã lầm, tôi cũng sang giàu chẳng kém gì ai. Tôi muốn giúp đỡ cô Hường gì bệnh quán đáng thương. Bà chạm danh dự của tôi lẽ ra tôi cho bà một bài học, nhưng mà thôi, tôi sẽ trả nhà và chẳng bao giờ đến đây. Kìa hắn, tại sao con nói rằng không dè dặt trước sau? Con thương Hường như con ruột của con, sao nó lầm lạc yêu thương mà con vô ý nặng lời. Nếu bệnh nó giảm khuyên ra lấy chồng là hết bệnh, và ba cũng được một đứa cháu nội để mà nâng niu. Xin ba đừng bận lòng để mặc tình cho con lo liệu. Nhưng có thật vậy không, nếu có chồng mà hết bệnh thì ba cũng gả cho nó xong biển, con Hường nó mạnh là ba vui. Không, con lấy chồng đâu, đừng ép buộc con. Hường, Hường. Chán quá, trả nhà đi là xong. Cô Thúy ơi, vậy là mình ở lại đây nữa hả? Để ở lại, vì anh Tâm nó tìm ra một chuyện lạ về ngôi nhà này anh à. Cậu Trương thiệt là gan cùng mình à. Cậu không có sợ cái gì hết á. Tôi thì bữa nào tôi cũng ra làng hoài à. Ảnh gàng mà chướng, có ma mà cứ cãi là không à. Bởi vì tôi với ảnh đâu có hợp. Anh nói chuyện một lát là có gây à. Anh Tàng, nếu anh chẳng trả, tôi sẽ thua lại tòa. Con của tôi đem bán, chẳng hề ăn gì mà anh lại mua. Tiền chẳng trả ngay, lại hẹn tới hẹn lui. Trời 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 ơi, ông nội làm cái gì mà gắt vậy? Nợ đòi chớ sao để lâu nó chạy. Anh Tàng, có sao anh tới nợ tới nhà đòi? Để đò cơm nước anh đều lấy tiền. Vậy tiền ở đâu mà lúc đi mua cơm anh không chịu trả cho người ta chứ? Tôi đâu có nghe giật anh này lộn xộn. Thôi để tôi đi lấy cơm rồi trả luôn. Bữa nay không trả hết tiền thiếu thì nhịn đói đà Tam. Sắp đi cái thì mưa hả? Thôi tôi đi nghe cô Thúy. Nè, dẫn đèn luôn mình tôi nghe. Tôi về gấp rồi nghe. Dạ. Cô ở nhà một mình ghê lắm à. Dạ. Anh Tàng anh đi rồi ở nhà một mình sao mà ghê quá. Đờn bảy một hồi cho nó rùm beng cho đỡ sợ. Xỉu kìa, Thúy, Thúy, tỉnh dậy đi Thúy. Anh Trương, anh Tâm, em sợ quá. Em đừng sợ nữa, có anh với anh Trương đây nè. Còn anh Tàng đâu, bỏ em mình ở nhà vậy? Dạ anh Tàng, anh đã đi đi con. Dạ em không biết phải làm sao khi một mình ở ngôi nhà này. Tắt đèn phía
thì đang lo lắng. Em có bảo Hằng thấy một cái bông trắng nên chẳng còn biết gì sao tiếng hét. Sao không đợi anh về rồi cùng đi lấy cơm luôn? Thôi gác chuyện nó qua bên đi. À đây nè anh Trương, tôi vừa tìm thấy quyển nhật ký của bác sĩ Vinh đó. Nhờ nó mà chúng ta sẽ khám phá những chuyện bí mật trong ngôi nhà này. Đâu đâu, đưa tôi xem. À đây rồi, đoạn này có nói về hai cái chết hai người đàn bà trong nhà Kim Long. Tháng 12 năm 39, mình được mời đến săn sóc cho một thiếu phụ lai lèo tên Nhiều. Bà ta bất tỉnh, đáng lo ngại cái bào thai. Quả sĩ Trần Minh và bà Sương có vẻ không yên lòng, dường như cả ba sắp đi lèo. Vậy ra là con của bà Nhiều thiếu phụ lai lèo chứ đâu phải con của bà Sương. Bắn đi 3 năm, ông Trần Minh mời mình đến săn sóc cho đứa cháu gái tên Hường. Bà Sương bảo đó là con của bà, không thấy người thiếu phụ lai lèo. Ngày 12 tháng 11 năm 45, bà Sương té chết trên triền núi. Có mặt ông Trần Minh, bé Hường và nữ y tá Hạnh, bạn thân của bà Sương. Chuyện gì đã xảy ra trong gia đình này? Tháng 11 năm 45 là đến xem bệnh do thiếu phụ lai lèo. Không biết về đây lúc nào, bệnh sưng phổi nặng. Đến tối, bà chết vì uống lầm thuốc. Mình định đưa nghi án này ra ánh sáng, nhưng không đủ yếu tố buộc tội ai. Có thể là bà Nhiều không biết mà uống lầm thuốc, hay là có bàn tay cô Hạnh nhúng vào. À, đúng là bà Hạnh, tôi nghĩ lúc đầu. Không biết bà ấy thù gì với gia đình ông Trần Minh mà lại giết mẹ rồi bây giờ định giết cả con nữa. Bà Hạnh là con ruột của ông Long phải không Tâm? Không, bà ta chỉ là con nuôi thôi. Theo lời những người lối xóm nói lại thì bà Hạnh là bạn của bà Sương khi xưa, và sau này nhờ khôn ngoan ngôi miếng cho đến được ông Long. Ông Long thương yêu nhìn nhận cho giàu làm mà con nuôi để mà săn sóc cháu ông. Và nghe đâu như ông chỉ có Trần Minh là người con ruột, nhưng Trần Minh đã trốn đi và bỏ như xác ở phương xa. Ông đi một mình phải sống cảnh cô đơn. Ông lại quá giàu nhưng bận trong nom các hãng buôn, nên không rảnh rang để mà lo cho cô Hường được. Bà Hạnh khôn ngoan hiểu vậy cho nên bà nhào vô lo săn sóc nuông chiều ngày tối chẳng rời xa. Ông Long thấy vậy đẹp lòng cho nên giao Hường cho bà trông nom. Và ngày qua ngày ông Long càng thêm quý tình, hứa sẽ tặng cho bà phân nửa gia tài do tay ông đã gầy dựng, còn phân nửa kia ông để lại cho Hường làm của hồi môn. Bởi vậy cho nên ông đã vô tình hại cháu nội. Ông khơi dậy lòng tham cho bà kia tính toán mưu hại, hại cả cháu ông rồi sẽ tới phiên ông. Theo tôi nghĩ mình không biết cái chuyện này thì thôi, mà biết rồi không giúp cho gia đình này tội nghiệp quá. Nhất là mấy lần tiếp xúc với ông Long cũng như nói chuyện với Hường, tôi thấy mến gia đình ấy lắm. Tâm, Thúy, hai người có thể cùng tôi họp lại để phân phu cái chuyện này ra sự thật hay không? Tôi rất đồng ý với anh để giúp gia đình ông Long tìm ra mau để mà cứu cô Hường. Đời cô ấy là một quãng đời đau khổ đã loạn trí mà lại không mẹ không cha. Lúc đầu tôi chỉ thấy thương hại thôi, một người xinh đẹp mà phải chịu nạn tai, bắt cả lấy chồng không biết chồng là ai. Hôm nay rõ ra tôi mới thương Hường, nhất định cứu Hường dầu phải chịu quả dương. Hai cậu ơi, con Hường nó đã mất tích rồi. Chồng, hồi sáng này tôi có việc phải đi rạch giá, giao nó ở nhà cho con Hạnh. Nhưng con Hạnh nó xin phép về bên nhà nó ở bên kia sông, vì ngày mai nó phải cúng vái ông bà gì đó, tôi mới giao nó cho con Bông. Nhưng tới trưa tôi về thì con Hường nó đã biệt dạng đâu rồi. Hỏi con Bông thì nó nói mất bằng việc sau nhà. Nó thấy con Hường đã ngủ nên nó ra nhà sau đặng lo nấu cơm trưa. Tới khi tôi về nó mới hay con Hường đi đâu mất. Nó hoảng chạy kim cùng mà không thấy, nó đi lên trên ngôi nhà trên núi cũng không thấy dạng con Hường.
Dạ, ông cho cháu hỏi. Cậu cứ hỏi. Không biết trước khi đi đặt giá, ông hoặc bà Hạnh có rầy la gì cô Hường không vậy? Trước khi tôi đi rạch giá thì con Hành có nói vấn đề con Hường lấy chồng. Tôi thì cũng đồng ý như vậy, nhưng con Hường nó không chịu. Nó khóc lóc thở than. Tôi mới bảo con Hành đừng ép nó. Thế như nó thương ai thì cứ gả mấy. Rồi con Hạnh về bên nhà lo cúng dò. Tôi vì bận việc không thể ở nhà an ủi nó. Chắc vì buồn chuyện đó nên nó mới trốn đi rồi. Thật khổ quá cậu ơi. Ông à, chung cháu xin khuyên ông đừng buồn. Cháu và anh Trương sẽ cố gắng tìm cho được cô Hường. Chắc không sao đâu ông. Ông đừng lo đầu thái quá mà sanh bệnh thì nguy. Nếu mai chung cháu tìm được mà ông lại đau thì có phải sẽ mất vui trong khi sum họp được rồi. Ông về, ông nên yên lòng về nghỉ. Nếu nghĩ xong xuôi mọi việc, cháu xin hứa với ông là tận tâm lo trị bệnh đoạn trí cho Hường. Lúa ơi, rót cho bà ly nước trà coi. Ý trời ơi, nước nôi gì mà nguội ngắt như vậy không biết. Lúa. Dạ. Đánh biểu coi. Dạ, bà kêu con. Con quỷ, hồi sáng tới giờ làm gì mà không lo cho bạn bình trà nóng vậy? Dạ, vì con mắc đi chợ nó mà. Mày trả lời hả mày? Mày á, mày hay tò mò chuyện này chuyện kia lắm. Tao, tao ghét cái tật đó, bỏ đi nha mày. Thôi đi xuống nhà sau làm việc đi. Dạ. Ý quên quá, cái cửa phòng cẩn thận. Con lúa mà nó thấy thì chết. Lúa ơi, lúa. Chị Băm, chị đâu đây? Chị đi qua đây chứ đi đâu? Vô duyên. Chị này, mình hỏi tới chị mắng mình vô duyên à? Chị vô duyên chứ ai vô duyên? Tao đang bực nha mày. Chị Hạnh đâu? Ai mà biết? Bực thì kệ chị chứ. Mày khó chịu lắm nha mày. Hồi mỗi lần có tao ở nhà đây á, mày đâu có anh chị. Là tao qua nhà kiểm lâm tao ở thì mình lên chân. Ôi, cái chuyện gì mà gấu ó nhau đó. Con lụa sao không ra nhà bếp đi? Lên đây làm chi? Đi. Bông, cái chuyện gì vậy? Dạ thì cái chuyện con Hường đó. Vì làm gấp gấp đi, coi chừng để lâu bại lộ thì khổ nè. Mày khéo lo, gần thành công rồi. Tao đâu có dạy mà để cho nó hơ hỏng sao mày. Mày sao mày qua đi được? Con làm bộ đi kiếm cô Hường làm qua đi được chứ. Dạ. Làm gia la như vậy? Làm tao nói thôi vậy? Thôi, chuyện gì đó lụa. Dạ, ông Kiểm Lâm muốn gặp bà. Thôi, mày mời ông vô đây đi. Bông, bông, lánh mặt đi. Trời ơi, làm gì lính quýnh vậy, mau đi. Dạ. Dạ, thưa ba. Có chuyện gì đó ba? Chuyện con Hường nó mất tích rồi. Hả? Con Hường mất tích rồi? Vì sáng hôm nay mày xin về đây cúng dỗ, còn tao phải đi rạch giá. Giao nó lại cho con Bông, tới khi tao ở rạch giá trở về thì không thấy mặt con Hường. Hỏi con Bông nó vẫn viết đằng sau, nên không biết con Hường sao mất việc. Nó mới quán chạy kim lung tung, còn tao buồn mà lo quá trời. Không hiểu tại sao mà nó đi, không mà biết phải tại chuyện gả chồng mà nó buồn phiền trung không. Thật con nhỏ dại quá, bây giờ biết nó đâu mà tìm. Nó loạn trí nên cái chuyện không đáng gì mà cũng trốn đi nữa. Hường ơi, là Hường cô thương con quá mà. Cô tưởng
để lo cho con hết bệnh, chứ con đâu có vàng. Thôi thôi, con đừng khóc. Thiệt con nuôi mà còn hơn con ruột. Khi có chuyện buồn thì mới biết người nào thương ghét. Mày là con nuôi mà tốt quá, biết thương con Hường hết sức. Bởi vậy sau này mà tao có chết nữa, tao để hết gia tài này cho mày thì không uống chút nào. Ba, con coi con Hường như là con ruột của con vậy. Trời ơi, nếu mà nó có bề gì nha, chắc con chết theo quá ba. Chỉ sống mà nhớ mà thương hoài, làm sao con sống nổi. Thôi ba về đi, con nhất quyết đi tìm Hường cho ba. Vậy là khỏe rồi. Chiều nay mình sẽ cho ổng hay là con Hường vì loạn trí nên nó đã tự tử rồi. Vì coi chừng vô lý đó. Nó tự tử bằng cách nào? Tao cho nó uống thuốc loạn thần kinh, nó không biết gì hết. Tao đem nó đến ngôi nhà gỗ, bỏ nó ở đó. Nó sẽ đi lầm đến mé núi và rớt xuống nát thay như bà Sương khi xưa vậy đó. Còn cái gia tài ông Kiểm Long thì sao? Mày cứ yên trí, cái gia tài ấy sẽ thuộc về tao. Ông Kiểm Long sẽ để lại cho tao, vì ông cũng sắp chết rồi. Ông tin tao lắm. Con Hường chết rồi cũng chỉ còn có tao. Còn tôi? Dì quên tôi rồi à? Tôi làm khổ cực, thức suốt đêm để làm ma, làm quỷ nhát người ta, cho người ta sợ, đặng người ta trả ngôi nhà lại cho ông Kiểm Long, để đừng ai tìm hiểu việc của dì làm, để mặc sức dì tung hoành. Bây giờ dì quên tôi rồi à? Dì tính sung sướng một mình dì à? Tao sung sướng? Không đâu. Ngày xưa hắn đã có vợ rồi, nhưng cũng quyến rũ tao. Mà tao ưng thuận là vì tao dũng tính. Tưởng đâu Lý Trần Minh là đời tao sung sướng, sông trên nhung lụa vàng son tận hưởng cảnh sáng. Khói vải cực thông mưa nắng dài dầu, vì cái nghề y ta đồng lương ít gọi, đâu sang trọng bằng làm vỗ lẽ Trần Minh. Ngờ đâu hắn nở phụ tình sau khi tao mang thai ngày tháng. Dù tao khóc lóc gian sinh còn phần, mà hắn vẫn đành thắm không chút đồng lòng. Tao biết hắn si mê con nhiều nên sa mặt bỏ rơi tao. Quá phù trí tao phá thai tưởng đâu dân mạng, nên hận thù chất chứa thâm sâu. Tao tìm cách làm thân với vợ lớn á là bà Sương, và xúi dục bà ta hành hung con nhiều cứ hả giận. Ngờ đâu Trần Minh lại gây ra án mạng, vì vỡ tay xô vợ lớn xuống núi nát thi thi. Hắn sợ tội tù lén trốn ra đi, và tao gặp dịp mai giết được con nhiều. Giờ đây tao còn con gái đó là con Hường điên loạn, để trả thù cho đứa con vô nghi phận đã chết khi còn là bào. Trả được thù và xong công việc, tao lại được hưởng gia tài của ông Kiểm Long nữa. Một công mà hai chuyện. Gì? Bây giờ chị chia cho tôi phần nữa, nếu không tôi la lên mọi người biết hết. Thôi được rồi, chưa chi mà mày đã la ôm xồm vậy hả? Thôi mày vào trong đi, sắp đặt cho xong xuôi công chuyện đi. Cẩn thận nghe mày. Dạ. Công việc tôi gật xong rồi thì con quỷ này lại sanh trứng. Để con này con yêu phải làm sao phủ tiêu nó luôn. Phải giết nó, phải giết nó. Dạ chào bà. Bà Hạnh, tôi muốn tìm cô Hường, bà biết cô ấy đi đâu không? Cô Hường? Cô Hường nào? Có phải cô Hường con của chị Sương đó không? Dạ, dạ đúng là cô Hường đó. Nhưng mà cô ta không phải con của bà Sương, mà con của người thiếu phụ lai lèo. Thiếu phụ đó tên nhiều, có phải vậy không bà? Đừng nên giấu tôi. Cái cậu này mới thật là lạ, sao cậu báo là cô Hường đó là người con?
minh ông lại say mê, để cửa nhà tan nát thật gốm ghê, nên bạm thọc thầy đốc cuối bà xuống làm bẫy, rồi giết hại người ta thật bà hiếm độc hơn loài quái vật. Tại sao cậu chửi tôi? Căn cứ vào đâu? Nếu không cậu không yên với tôi đâu. Căn cứ vào đâu hả? Vào sự thật chứ vào đâu? Này nhé, khi bà nhiều có thai thì bà sướng đâm ra ghen tức, bà ta lập mưu đưa bà nhiều đi lèo trời sánh lẻ tông, bắt đứa con mang về những là con của mình. Không ngờ bà nhiều trở về được giành lại đứa bé. Hai người ấu đả với nhau, bà nhiều hăm dọa đưa vụ này ra tòa. Ông Trần Minh không muốn rắc rối nên đứng ra dàn xếp, nhưng mà ông lại có ý thiên về người đàn bà có con hơn. Lúc nóng giận lỡ tay cô ngã bà sẽ thương núi nát thì ông mới hạnh đau khổ. Vì vậy nên bà nhân dịp đó hại bà nhiều luôn. Trong lúc bà nhiều bệnh nặng chẳng có biết gì, giết bà nhiều tâm lại toan tính biết thường, nên mới sắp bài ma quỷ để gạt người ta. Xin lỗi, cậu nói từ nãy giờ tôi chẳng hiểu gì hết. Và tôi khuyên cậu nên lựa lời mà nói, coi chừng tôi sẽ thưa cậu về tội vu khống và sỉ nhục tôi. Bà thưa tôi? Thưa bà, tôi có đủ bằng cớ trong tay để buộc tội bà. Bà đã âm mưu giết chết bà nhiều, đe dọa đời sống của Hương. Tôi sẽ đi thưa cậu về tội. À, bà tưởng tôi mới đến đây à? Tôi đến đã lâu rồi, và nghe rõ bà nói tất cả những chuyện gì với con Bông nữa kìa. Bà tính giết Hương, bà tính đoạt gia tài của Hương à? Bà muốn trả thù của đứa con người đàn bà đã chết à? Mà bị ông Trần Minh bỏ rơi rồi bà đâm ra thù oán bà nhiều. Bà nhiều đâu có biết bà là nhân tình của Minh. Tại sao bà ác quá vậy bà? Mời cậu ra khỏi nhà tôi lập tức. Tôi không đi, bà phải chỉ chỗ dấu Hương. Chỉ không bố người ta ăn cơm vô nhà tôi. Bố người ta, đây nè, thằng này nó điên nè, nó giàu nó đặt quá đồ đạc của tôi hết trơn nè. Mấy người bắt nó đi, bắt nó đi. Giỏi, bà không kịch giỏi quá. Đó, đó, mấy người thấy nó điên chưa? Trời ơi, tôi trông mặt nó tôi ghê quá. Tôi phải đi thưa cảnh sát mới được. Này, nội bao nhiêu đây cũng đủ buộc tội bà rồi. Bà còn nhớ chứ? Bà còn nhớ bác sĩ Vinh là người mà xưa kia bà định đưa ra tòa vì những lời tố cáo của ông mà bà cho là dư oan. Chắc bà cũng không quên cái chết của người đàn bà vô tội mà bà đã cố tình không có chữa trị tận tâm. Vì ghen ghét mà hôm nay chính bà làm thêm tội, bà định giết cô Hương cũng như mẹ nàng ngày xưa. Nè cậu, cậu đừng nói điên, tôi chẳng hiểu gì ông bác sĩ Vinh là ông nào mà cậu lại nói với tôi. Tôi cho cậu biết, dầu cậu có đưa ra ngàn chuyện tập cũng không đủ buộc tội tôi đâu. Cậu hiểu không? Cậu đi ra đi. Bây giờ bà nhất định không nhận tội phải không? Bà nhất định không chỉ chỗ dấu Hương à? Được rồi, nói đi cô Lụa. Dạ, hồi nãy em nghe bà đây nè, bàn với chị Bông thủ tiêu cô Hương, cho cô Hương uống thuốc loạn thần kinh để cô tự mình tự tử. Trời ơi, Lụa. Và hai người đã gây với nhau về chuyện chia gia tài của ông Kiểm Lâm nữa. Hạnh ơi là Hạnh, tao nghe hết rồi. Mày ác quá, tại cái giàu của tao mà nó hại cháu tao. Hèn chi mày tử tế ngọt dịu với tao, mày đem con Bông cho nó ở làm bạn với con Hường để cho con Hường uống thuốc độc nên càng ngày càng rút ria. Trời ơi, mày ác lắm. Ba, bây giờ ba nhất định buộc tội con em ba. Thôi thôi, tôi xin cô đừng gọi tôi bằng ba mà thêm nhục nhã. Tôi đuôi mù cho nên không nhận xét tưởng cô là người hiền nết na, không về cô quan ác thù quan con Hường và muốn cướp đồ tài sản. Ai biểu già mà còn ngu trời. Cô qua đôi nhận tâm, trong khi tôi đặt lòng thương mến lời cô dịu ngọt vô cùng, ai cũng tưởng lầm cô là người hiền. Ông già không có được mắng tôi nha. Tôi mắng cô là ác
Dạ con biết. Con thấy bà phá phòng nó cẩn thận, giờ đưa chị Bông vào nữa. Bây giờ bắt chị Bông là bà hết chối. Lụa, mày bị người ta mua tiền nên mày phản ta hả mày? Tôi phản bà là vì bà quá ác. Dạ thưa ông, con nghe nói bà cho cô Hường uống thuốc mê, thuốc loạn thần kinh, rồi định cùng chị Bông đem bỏ cô Hường vô ngôi nhà ma. Bây giờ cô Hường bị nhốt trong phòng kia kìa. Mau, mau mau vô cứu cô Hường, mau. Hường ơi Hường, tỉnh lại đi em. Mau ơi mau, mau đâu. Con nhớ ma, con thương ma. Sao ma nở bỏ đi con săn sóc cho con. Ma ơi con thương người ta lắm. Sao ma bắt con mà gả cho ai. Con chết ma. Khoan Hường ơi em nên bình tĩnh lại để nghe anh đây bài giải tâm tình. Có vẻ đâu từ lâu yêu anh với một tấm chân tình. Gần gũi nhau ngày lại qua ngày mà anh vẫn xem em như một vô tình anh để cho em sầu tuổi cô đơn với nỗi quan lạnh tâm và tuổi thân cho kiếp tình nhân sao gặp tỉnh lại đi, anh hứa là sẽ đem đến cho em một hạnh phúc tràn đầy, cho nỗi lúc tuổi già ngắm nhìn đời tươi đẹp của cháu mà vui. Từ thuở bé thơ em như một cành thì quá bị dập vui vì tận em hãy vui lên để cùng anh xây dựng tương lai và kể như từ đây nắng hồng sưởi ấm đã xa ngày rồi ngày ám đạm của buổi tàn lâm. Hường em, anh Chương, anh con nỗi mừng cho con đã tỉnh cơn điên loạn đó cũng nhờ công khó của cậu Chương. Ủa còn con Hạnh đâu rồi? Thưa ông, anh Tâm và em Thúy đã bắt được bà Hạnh với đủ tăng vật nên giao bãi và con Bông cho cảnh sát rồi. Vậy cũng xong. Người hiền trời Phật chở che. Con Hường nó tránh khỏi nạn là ông vui mừng lắm. Còn như những đứa gian ác dẫu có bày ra trăm kế với ngàn mưu nhưng trời cao dễ nào đâu dung tha. Ngày chung cuộc phải đền tội trọng. Nội ơi con tội nguyện được ngài yên lành. Hai con đã nặng tình thương nội sẽ tác thành duyên. Gia tài kia nội dành riêng phần hai con. Tình thương nội như trời cao bế rộng. Hai con nguyện ghi lòng ơn nghe đức này đến trọn đời. Ha 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 ha.